lý Hoàng Trung Hải là đụng đến vấn đề cán bộ do Trung Nam Hải quản lý, nhà quan sát. Ngay sau khi có tin bí thư Hà Nội, cựu phó thủ tướng Hoàng Trung Hải bị xem xét kỷ luật. Một nhà quan sát kỳ cựu đang đưa ra nhận định về việc kỷ luật ông Hải là đụng đến Trung Quốc. Bí thư thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải có những vi phạm trong thời gian làm ủy viên ban cán sự đảng. Phó Thủ tướng Chính phủ khi chỉ đạo gián găng thép Thái Nguyên 2 Tisco 2 với những vi phạm này cần phải xem xét kỷ luật. Đây là kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra tại kỳ họp thứ 41 từ ngày mùng 4 đến mùng 6 tháng 12 vừa qua và được truyền thông trong nước loan đi vào ngày mùng 9 tháng 12. Theo đó thì ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, trong thời gian giữ cương vị là Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã có vi phạm khuyết điểm khi trong một số ý kiến chỉ đạo đối với dự án Tisco 2. Ông Hải làm Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế ngành từ tháng 8 năm 2007 đến tháng 4 năm 2016. Việc ông Hải, đương kim bí thư thành ủy Hà Nội, bất ngờ bị lật lại sai phạm thời còn làm phó thủ tướng từ hơn 3 năm trước, làm dấy lên suy đoán rằng ông này sẽ có kết cục tương tự như cựu bí thư thành hồ Đinh La Thăng, người đang thụ án tổng cộng 30 năm tù vì những sai phạm thời ông làm lãnh đạo tập đoàn dầu khí quốc gia. Hôm 11 tháng 12, nhà báo tự do Phạm Thành, tức là blogger bà Đầm Xòe, nói với RFA. Trước hết, tôi thấy một sự khác biệt Ông Đinh La Thăng dưới quan điểm của tôi, ông ấy có tinh thần chống sự ảnh hưởng của Tàu Cộng đối với vấn đề của Việt Nam nói chung. Còn Hoàng Trung Hải là tay trong của Tàu Cộng, được cài cắm vào trong lãnh đạo Việt Nam có mục tiêu phá hoại kinh tế Việt Nam và bằng mọi cách làm suy yếu Việt Nam, để Việt Nam ngày càng phụ thuộc vào Tàu Cộng. Còn sự giống nhau thì họ đều là hai quan chức Cộng sản, họ làm gì thì đều theo chủ trương và đường lối của Đảng hết. Và họ là những người nằm trong tổ chức mà với tôi bây giờ thấy là tổ chức này không có mục đích kiến tạo cho Việt Nam ngày một phát triển kinh tế, cũng như về tiến bộ xã hội. Cựu nhà báo từng công tác ở Đài Tiếng Nói Việt Nam và là tác giả của cuốn sách Nguyễn Phú Trọng, Thế Thiên Hành Đạo hay Đại nghịch Bất Đạo, nhận định rằng về mặt tội đồ thì hai ông này như nhau, nhưng mà mục tiêu thì mỗi người có một nét riêng. Ông Phạm Thành lý giải về việc đưa cáo buộc ông Hoàng Trung Hải liên quan đến Trung Quốc. Trước hết, Hoàng Trung Hải có một lý lịch. Bố ông ấy là người Tàu, Ngày xưa đã có rất nhiều người phản đối khi đưa ông Hoàng Trung Hải lên Bộ trưởng của Bộ Độ Công nghiệp. Khi đó, rất nhiều cựu chiến binh tố cáo ông Hải. Một là nhân thân có bố là người Tàu, khi chết trôn ở tỉnh Thái Bình. Hai là các cán bộ cao cấp thời đó đã phản đối, nhưng ông Hải được sự nâng đỡ của ông Nông Đức Mạnh nên vẫn giữ được chức Bộ trưởng. Tôi nắm được tư liệu này là vì khi ấy tôi còn làm ở Đài tiếng Nói Việt Nam. Một trợ lý của Nông Đức Mạnh đã mang tài liệu đó đến cho tôi cũng như nhờ nhà báo khác của đài tiếng nói Việt Nam, các nhà báo khác trong hệ thống báo chí nhà nước. Nhưng mà vụ việc các đơn tố cáo bị chìm xuồng, các nhà báo thì không ai dám lên tiếng cả. Bây giờ thì có thể nhìn vào hồ sơ mà ủy ban trung ương vừa kết luận, ông này là chuyên gia kiến tạo để nhằm tất cả các nguồn điện than vào Việt Nam mà thế giới người ta bỏ đi, Trung Quốc cũng bỏ đi, thế nhưng ông Hải lại vẫn đứng ra chủ trì để đưa nhiệt điện phế thải của Trung Quốc vào Việt Nam. Ông Phạm Thành nhắc lại hậu quả mà các báo nhà nước Việt Nam tường thuật rằng dự án gang thép Thái Nguyên đã có trên 8.100 tỷ đồng đầu tư mấy chục năm nay. Cuối cùng thành bãi thải rác và rất nhiều dự án nhiệt điện khác do ông Hải khi còn ở cương vị Phó Thủ tướng đưa về. Ông Phạm Thành cũng đề cập đến chuyện blogger, nhà báo tự do Lê Anh Hùng từng viết tố cáo ông Hoàng Trung Hải làm tay trong của Trung Quốc từ hàng chục năm nay mà không ai xử lý đề cập về mối liên hệ giữa việc ông Hoàng Trung Hải sắp bị Đảng Cộng sản Việt Nam xử lý kỷ luật và chuyện đấu đá phe phái trước đại hội 13. Ông Phạm Thành nói: "Đại hội nào mà chẳng có đấu đá phe cánh. Đương nhiên phe cánh này loại phe cánh kia. Tôi thấy rằng việc đưa được Hoàng Trung Hải ra để xử lý như vậy không biết tới đâu, nhưng nếu làm triệt để thì cũng là dấu hiệu tốt. Bởi cái sự nguy hiểm của Hoàng Trung Hải là âm thầm, phá hoại cơ sở hạ tầng mạnh hơn những người khác. Nên nếu mà xử lý được tống tù ông ta như đi la thăng thì quá tốt. Nhưng mà tôi sợ rằng họ cũng chỉ làm tới mức đó thôi. Vì xử lý Hoàng Trung Hải là đụng đến vấn đề cán bộ do Trung Nam Hải quản lý. Nên việc này rất khó. Người dân vui và hy vọng những người có tư tưởng thoát tàu cũng vui. Và chờ xem các phe phái đấu nhau thế này là đi tới đâu. Bắt Hoàng Trung Hải vào tù là dấu hiệu tốt. Cũng có thể là tín hiệu tốt trong việc giữ gìn độc lập và thoát chung. Chúng ta còn phải chờ xem. Từ một góc khác, Luật sư Trần Quốc Thuận, cựu phó chủ nhiệm thường trực văn phòng quốc hội nói với RFA hôm 12 tháng 2 về việc ông Hoàng Trung Hải sắp bị kỷ luật. Cái thứ nhất là việc chống tham nhũng không có vùng cấm. Người nào, bất cứ cương vị nào mà có sai phạm thì đều bị xử, không có loại trừ. Cũng không xử nội bộ mà xử công khai. Nghị quyết của đảng cũng nói rằng sai phạm của một bộ phận không nhỏ, kể cả là cấp quản lý, lãnh đạo bên trên. Cái thứ hai là việc ông Hoàng Trung Hải đã nghỉ rồi tức là cái việc này đã xảy ra cách đây 3 4 năm thì đã có tiền lệ rồi. Sử một số ông bộ trưởng, rồi Sử Đinh La Thăng cũng nguyên là bộ chính trị. Cho nên cái này không có gì mới. Về việc ông Đinh La Thăng thì có khác một chút là khi ban chấp hành trung ương là khi ban chấp hành trung ương đã cách chức ra khỏi bộ chính trị rồi. Sau đó thì mới khởi tố. Còn bây giờ ông Hoàng Trung Hải đương là bộ chính trị, đương chức bị đề nghị kỷ luật. Gần đây có những văn bản quy định pháp luật trong nội bộ mà tôi cũng không nắm được. Thường thì những người đương là bộ chính trị mà việc bị xử lý kỷ luật là của ban chấp hành trung ương. Còn bây giờ ban chấp hành trung ương đã ủy quyền cho bộ chính trị thì cái đó có một số văn bản không công khai thì tôi không nắm được. Đề cập về cáo buộc ông Hoàng Trung Hải có yếu tố cài cắm liên quan đến Trung Quốc. Luật sư Trần Quốc Thuận cho biết rằng người ta nói lâu rồi nhưng cái kỳ thị sắc tộc thế là âm mưu sai lầm ông giải thích bố ông hoàng trung hải là người việt gốc hoa tham gia kháng chiến thời chống pháp sau thì con ông ấy lại tiếp tục tham gia cách mạng hoạt động rồi trưởng thành như thế thì cũng là bình thường chứ không phải là người mới tinh hay là người hoa mới nhập tịch việt nam đó là câu chuyện khác tôi có nghe bố ông hải là thiếu tướng sau đó ông hoàng trung hải là con rồi trưởng thành lên cho nên nếu như vậy mà nói cài cám thì lộ quá không bàn luận sâu về mối liên quan giữa vụ việc của ông Hoàng Trung Hải và đấu đá phe phái trước Đại hội 13. Nhưng luật sư Trần Quốc Thuận nói rằng thực tế là có hiện tượng như thế, nhưng nói sai phạm có chứng cứ rõ ràng thì mới xử được. Như vậy phải chăng là có phe chống tiêu cực và phe tiêu cực? Và cũng có thể là có câu chuyện ấy, nhưng đâu phải do mình dựng lên và muốn xử ai cũng được. Trong cùng vụ việc Tisco 2, các ông Văn Trọng Lý, Nguyễn Hữu Vũ cùng là nguyên phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ ông Nguyễn Văn Tài, nguyên phó vụ trưởng vụ kinh tế ngành, ông Đỗ Cảnh Dương, tổng cục trưởng tổng cục địa chất và khoáng sản, bộ tài nguyên môi trường, nguyên cán bộ văn phòng chính phủ có vi phạm, khuyết điểm trong tham mưu lãnh đạo chính phủ cho ý kiến chỉ đạo đối với dự án Tisco 2. Dự án Tisco 2 được phê duyệt vào năm 2005 với tổng vốn hơn 3.800 tỷ đồng, tương đương với hơn 240 triệu đô la Mỹ. Dự án này có hai gói thầu chính Gói thầu mỏ sắt tiến bộ đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với giá trị thanh toán lên đến 220 tỷ đồng. Gói thầu EPC dây chuyền công nghệ luyện kim được tổ chức đấu thầu và tập đoàn xe lắp luyện kim Trung Quốc MCC trúng thầu với giá hơn 160 triệu đô la Mỹ. Theo kết luận thanh tra toàn diện về dự án Tisco 2 của thanh tra chính phủ Hà Nội, thì Tisco điều chỉnh sai quy định từ 3.800 tỷ đồng lên 8.100 tỷ đồng. Đến năm 2013, MCC và các nhà thầu dừng thi công dự án. Đến nay một số thiết bị dỉ xét hư hỏng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng dự án, thiệt hại vốn đầu tư. Vào tháng 4 năm nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an Việt Nam thông báo đã khởi tố vụ án về tội vi phạm quy định về đầu tư Thông báo đã khởi tố vụ án về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Thông báo được đưa ra khi điều tra mở rộng 4 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại dự án Tisco 2. Dự án mở rộng giai đoạn 2 nhà máy găng thép Thái Nguyên là một trong 12 dự án ngàn tỷ bị cho là yếu kém của ngành công thương Việt Nam, đến nay vẫn chưa thể giải quyết. Hoàng Trung Hải bị tố cáo là người gốc hoa xấu lý lịch nhưng vẫn leo cao. Có phải tình báo Trung Quốc đã gài một người gốc hoa ẩn xấu lý lịch, hiện đang giữ chức bí thư thành ủy thành phố Hà Nội? Theo như trang web dân làm báo đã đăng thư minh danh tố cáo, đề ngày 5 tháng 8 năm 2012 ký tên cụ Phạm Hiện với địa chỉ và số phone trong đơn tố cáo gửi chính phủ. Bản tin tựa đề Một phó thủ tướng gốc hoa khai man lý lịch buôn lậu ma túy xin trích như sau Kính gửi các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội Tôi là Phạm Hiện, lão thành cách mạng 91 tuổi, 67 tuổi đảng năm 1940, từng tham gia rải truyền đơn cách mạng ở khu mỏ Hòn Gai, năm 1943 về Hà Nội tham gia công hội đỏ. Năm 1945, lên chiến khu vào giải phóng quân và nhập ngũ từ đấy. Năm 1977 là tránh văn phòng ban B68 của Trung ương Đảng do đồng chí Trần Xuân Bách phụ trách, công tác ở Campuchia. Do bị mổ nhiều lần lại tuổi cao sức yếu cần được nghỉ ngơi, nhưng thấy có một việc quá hệ trọng nguy hại đến đảng và đất nước nên phải viết bài này gửi các đồng chí và các đồng chí đảng viên để mong cùng được quan tâm. Năm 2001, qua đơn thư tố cáo và nguồn tin phản ánh của cán bộ thuộc Thành ủy và Công an Hải Phòng, đồng chí Vũ Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho thẩm tra việc khai man lý lịch bản thân và gia đình của ông Hoàng Trung Hải. Ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương đã quyết định thành lập đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Bình Giang. Phó trưởng Ban Thường trực Ban Bảo vệ Công tác Nội bộ Trung ương, Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 6, 7, 8 phụ trách và đã xác định về việc thành phần dân tộc. Quê quán mà đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp đã khai trong lý lịch từ ngày vào đảng đến nay là không đúng sự thật. Ông Hải đã khai sinh là người dân tộc Kinh, quê Quỳnh Giao, Quỳnh Phụ, Thái Bình, Mặc dù sự thật là người gốc Hoa, quê tại Long Khuê, Trương Thâu, Phúc Kiến, Trung Quốc. Bố đẻ ông Hoàng Trung Hải người Trung Quốc tên là Xì Sói, tên Việt là Hoàng Tài. Trong lý lịch đảng viên năm 1952 còn lưu trữ ở Cục Cán Bộ Bộ Quốc Phòng, đã khai dân tộc Trung Hoa. Trong lý lịch khai lại tháng 4 năm 1954, khai Hoa Kiều. Theo hồ sơ lưu trữ của Công an Hải Phòng, ở bản đăng ký hộ khẩu ngày 15 tháng 6 năm 1977, và bàn khai nhân khẩu ngày mùng 1 tháng 3 năm 1979. Bác ruột của ông Hoàng Trung Hải tên là Cọc Dánh, sinh năm 1926, dân tộc Hán, quê Long Khuê, Trương Thâu, Phúc Kiến, Trung Quốc. Chú ruột Hoàng Trung Hải sinh năm 1936, cũng khai trong sổ hộ khẩu là dân tộc Hán. Trong báo cáo của Công an Hải Phòng có đoạn viết, đồng chí Hải có một người chú ruột tên là Hoàng Quốc Trí, vào đảng năm 1954 đến năm 1982 bị xóa tên khởi đảng Cộng sản Việt Nam vì lý lịch không trung thực, quan hệ phức tạp, có tư tưởng quan điểm sai trái, phát ngôn vô tổ chức hay chửi bới, nói xấu chế độ. Một đảng viên vi phạm điều lệ đảng, không trung thực với đảng, với tổ chức, giấu diếm, khai man lý lịch, vi phạm điều 1 quy định số 57 quy DTU ngày 3 tháng 9 năm 2007 của Bộ Chính trị khóa 10. Thông thường phải bị đuổi khỏi đảng, mà sao lại được cho giữ đến chức Phó Thủ tướng, hiện bây giờ là bí thư thành ủy Hà Nội. Điều phản nghịch này có thể xuất phát từ hai lý do. Lý do thứ nhất xuất phát từ điều bí ẩn liên quan đến sự điều hành ngấm ngầm của Trung Quốc. Thứ hai là do Hoàng Trung Hải đã rất tài trong việc nịnh bợ, mua chuộc, cán bộ, lãnh đạo, đốt lót, chạy quyền, chạy chức. Bản tin cũng kể về một cặp vợ chồng trẻ đã từng minh danh, tố cáo hồ sơ Hoàng Trung Hải gốc hoa